Xin chào tất cả các anh chị em yêu quý cái mai vàng nha. Mình nghĩ cái vấn đề này, ghép này nè, chắc anh em đang tập ghép cây á, cũng cần biết cho nên mình quay lại ha. Thì anh em nhìn trên hình nè, mình ghép nó sống nè ha, đang ghép ha, đang ghép. Thì những cái bo nó sống thì không nói, những cái bo nó chết. Cái này nó yếu nhưng mà nó vẫn sống, nó đang đen đầu rồi. Cái này chết nè ha, ví dụ cái này chết là mình tháo ra ghép lại này, mình tháo ra là lâu rồi ha, mình mới đang bị vướng cái bo bên này, mình chưa có lôi cái bịch này ra ha. Cái bo này là phải ghép lại ha. Và vậy thì khi nào ghép lại thì mình nói với anh chị em luôn nè, nó đang như vậy ghép lại luôn anh chị em là vẫn kịp ha, vẫn bình thường, không vấn đề gì xảy ra anh chị em ha. Giả sử anh chị em có tháo cái này ra ghép lại, bó bọc nó, còn những cái này anh chị em mở bọc ra, cái này ra là chết này, hôm bữa nó ghép lại nè ha, mở bọc ra kéo nhựa mạnh như vậy là không có sao ha anh chị em. Cho dù không, mình nói lại nha, giả sử mình ghép lại rồi mình có tháo bọc này ra trước, cái đó còn lại sau cũng không sao, nó vẫn đuổi kịp ha. Đây là một ví dụ tiếp theo. Cái cây này là cái cây đế, xếp đế đó anh chị em ha. Cái này là em ghép thọ hương ha, thì đây em đang ghép lại nè, một nè. Mấy cái bo này không phải bo ghép ha, mấy cái cành này không phải cành ghép đâu ha, nó từ trong thân nó mọc ra nhưng mà vẫn nuôi cho nó khỏe ha. Đây là cành ghép nè ha, cành ghép nè ha, một cành này rớt nè ha, cái này ghép lại nè ha, nay nó sống rồi nè anh chị thấy không. Em ghép lại hai mắt ha, mắt này cũng chết luôn rồi nè, nó lỏng lẻo như vậy chết nè, mắt này sống nè ha. Đấy, ngay cả em cũng chẳng có hay ho gì đâu ha, em ghép sống chết là bình thường ha, chẳng có hay ho gì đâu anh chị em. Rồi bo này ghép lại nè anh chị em ha, ghép lại mà hôm nay là nó xanh mà nó mọc cái nách lá trong đây luôn rồi ha. Đó, cái này nó xì luôn cả mầm luôn rồi nè ha anh chị ha. Cái này nói chung là cái cây này em ghép lại 1 2 3 4 4 cái ha, để em xem này. Cái này em ghép hai mắt thì một mắt đang khô, một mắt này sống ha, sống nhưng mà nó xanh đất, nó được nhiều ngày rồi, nó cũng phải, cái này đã lên lá tức là hơn một tuần rồi ha, mà nó còn xanh như vậy là nó sống ha. Đó thì coi như là mình nó đủ kịp ha anh chị em ha. Đó là cụ thể em làm cho anh chị em xem nè ha. Đó, anh chị em nào đang tập ghép á, mình đang chơi á, mình đang ghép cây á, thì mình thấy là đây là một cái ghép sâu vẫn sống nha, tức là không cần phải đợi đó anh chị em. Anh chị em đừng có đợi nó lớn hay già hay là chuyển gì hết. Cây này sáng mới cắt bo gửi cho các bạn nè. Đó, còn một cái cây trong đây. Đây, cây này mình để ngoài nắng luôn nè ha. Đó, thì khi mình ghép á thì mình có bọc cái ốp bịch xốp lại ha. Anh chị em nhìn nè. Cây này mình để ngoài nắng luôn nè ha. Khi mình ghép mình có để trong cái bọc xốp mình bọc cái lại thôi ha. Thì cái bo này nó sống rồi nè ha. Một nè. Bo bên này nó cũng bung rồi nè. Ha, nó xanh xanh, nó bóng rồi ha. Nè, cái bo rớt còn nguyên nè anh chị. Cái bo rớt này là em lúc mà em ghép lại em không có gỡ ra luôn ha, nó đang phui ở đây nè. Bên này cũng vậy nè, cái bo rớt nó ghép lại nó còn đây nè, còn cái bo mới nè ha. Bo mới này nó bắn ra 3-4 nách luôn nè. Bắn ra 4 nách luôn. Còn cái này là bo cũ nè, như thế không? Nè, bo cũ nè, đây là cái cành rin. Nè, một bo. Em gắt đúng em ghép đúng có một mắt thôi nha. Tùy như lúc mình cần á anh chị, mình nhiều khi mình thiếu bo á là mình ghép vậy nè, ghép có một mắt một nè ha. Nó bắn lên nè, mà nó bắn lên một nách, hai nách, ba nách, bốn nách, quá trời trời luôn, năm nách ha. Rồi, bên này. Một bo ha. Cái bo này thì là mình lấy cái đỉnh mình ghép, tại vì mình bắt buộc phải chọn một cái đỉnh để ghép an toàn nhất lên trên đây nha, chứ lỡ nó chết hết là không được ha. Cái đỉnh này nó mạnh. Rồi, cái này cũng ghép một cái đỉnh luôn nè. Nè, anh chị em nhìn nè, đó em ghép ngắn ngắn tủn tùn tùn luôn ha. Em ghép rất là ngắn ha, cái bo này rất là ngắn tại mình cắt cái bo, nó không có hàng để mình làm, nó không có cái bo cho mình làm cho nên mình cắt mấy cái mầm mình cắt hơi bị tận dụng luôn ha. Đó, nó sống rồi anh chị ha. Cái này mình tháo bọc, cái này mới đang vẫn trong bọc anh chị thấy không? Cho nên là cái chuyện anh chị em ghép á, mình ghép sau không có sao ha. Rớt ghép lại liền luôn, không sao hết ha. Rồi, chúc anh chị em làm thành công ha. Em chỉ có một ý nhỏ như vậy để em đăng lên cho anh chị em nào mà đang tập ghép, thì mình có thể xem ha, rớt ghép liền luôn không sao hết anh chị em ha. Rồi, chào tạm biệt nha, chúc anh chị em thành công nha. Đó, nói xong là làm luôn anh chị em ha. Quay video cho anh chị em xong là em đi làm luôn á. Đó, em ghép xong em để vậy đó, sống được thì sống, không sống được thì ghép lại nữa anh chị em ha.